Thưa quý vị, sáng nay, Ban chỉ đạo 515 thành phố Đà Nẵng phối hợp với gia đình các liệt sĩ tổ chức lễ truy điệu và an táng 6 liệt sĩ là cán bộ nhân viên thuộc đơn vị K600, Ban lương thực Quảng Đà, hy sinh tháng 5 năm 1968 tại vùng núi Lâm Tây thuộc xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng. Dự lễ truy điệu có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường cùng các nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các địa phương tỉnh Quảng Nam và thân nhân các liệt sĩ. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng các đoàn và người thân, gia đình đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của 6 liệt sĩ là cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị K600, Ban lương thực Quảng Đà, hy sinh vào ngày 25 tháng 5 năm 1968 tại vùng núi Lâm Tây, núi Cánh A, thuộc xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Liệt sĩ Lê Cao Trường, sinh năm 1935, quê quán xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Liệt sĩ Lê Hồng Vân, sinh năm 1935, quê quán thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tùng, sinh năm 1940, quê quán xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Liệt sĩ Nguyễn Não, sinh năm 1946, quê quán xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Liệt sĩ Thái Thị Sa, sinh năm 1948, quê quán xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Liệt sĩ Lê Văn Hai, sinh năm 1950, quê quán xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đơn vị K600 thuộc Ban lương thực Quảng Đà được thành lập để phục vụ chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968. Địa bàn hoạt động của K600 từ vùng A Đại Lộc đến Nam Hòa Vang, với quân số có lúc lên đến 280 người, chuyên thu mua lúa gạo, sản xuất, chế biến và vận chuyển phục vụ cho các sư đoàn quân giải phóng và cán bộ dân chính đảng khu vực huyện Đại Lộc và huyện Hòa Vang. Núi Lâm Tây là căn cứ chính của K600. Mùa hè năm 1968, khi đang tập trung cao điểm triển khai các yêu cầu, nhiệm vụ công tác hậu cần, phục vụ chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968, thì sáng ngày 25 tháng 5 năm 1968, một đợt pháo kích của quân thù trúng vào lán trại trú quân của một đơn vị thuộc K600. 6 đồng chí đang làm nhiệm vụ tại đây đã hy sinh. 55 năm sau ngày các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, với nhiều phương pháp khác nhau kết hợp, hài cốt của 6 liệt sĩ năm xưa đã được tìm thấy và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng. Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập tự do và hạnh phúc của nhân dân.